64. Tiền xấu ư? Ngươi còn muốn làm gì với ta nữa hả? Ta không còn gì để cung cấp cho ngươi nữa. Thần tính của ta đều không dễ dàng gì mới. Ai thèm cái thứ đó của ngươi? Tiền xấu là ổ khó di truyền có tác dụng phụ đó. Này hóa ra không phải là công phu sư tử ngậm, chỉ là tác dụng phụ thôi. Đùa gì thế? Còn có tác dụng phụ ư? Sao ngươi không nói điều này sớm hơn nữa chứ? Điều gì sẽ xảy ra với ta như thế nào? Bình tĩnh đi. Là người mang tiếng, mang biến dị thiên nguyên tối cao vô thượng của ta, tại sao nhà ngươi lại to gan như vậy cơ chứ? Tác dụng phụ sẽ không đe dọa cơ thể của ngươi đâu, chỉ là cậu không thể tiếp tục sử dụng khó ghen theo lời của các người thì đó gọi là CDK, cần phải có thời gian hồi lại. Nhà ngươi cũng biết khá nhiều nhỉ. Tác dụng phụ chỉ là chờ hồi chiêu thì điều đó không sao, nhưng thời gian hồi chiêu của ta là bao lâu cơ chứ? Hậu quả là nếu không tuân thủ thời gian hồi chiêu hả, với tình trạng thể chất yếu kém hiện tại của các ngươi, thì trong 10 ngày ngươi khó mà có thể sử dụng khả năng khó ghen của mình. Nếu sử dụng thường xuyên sẽ xảy ra rối loạn di truyền và đột biến tạm thời sẽ trở thành đột biến vĩnh viễn. Sao nào, ngươi là người đại diện dũng cảm như vậy, có muốn thử không? Đừng, đừng, ta không muốn cả đời biến thành một cái bóng đèn to tròn đâu. Hạng à, bây giờ cậu có chỗ nào mà không thoải mái không? Tôi vẫn ổn mà. Cậu bé đẹp trai, màn trình diễn vừa rồi của cậu đã hoàn toàn chinh phục được tôi rồi đó. Bây giờ cậu đã đủ tư cách làm người yêu của tôi, cậu có muốn cùng tôi trải qua một đêm tuyệt vời không nhỉ? Hả? Jessica, làm ơn đừng có chọc Hằng nữa. Cô còn muốn vắt khô anh ấy nữa à? Hằng à, cậu mệt thì cứ vừa nghỉ đi. Một mình tôi có thể dễ dàng tự mình đối phó với cái đám zombie cấp 5 còn lại đó. Quả thật tôi có thấy hơi mệt, nên phần còn lại của trận chiến phải dựa vào các vị rồi. Tôi sẽ ra phía sau nghỉ ngơi một lát đây. Tiếp sau đây mình không còn thể sử dụng khó ghi nó trong 10 ngày tới, nên mình nhất định phải tăng sức chiến đấu cơ bản lên mới được. Đúng rồi, ở đây chẳng phải còn có thân riếm cho thành viên đội bảo vệ còn gì. Mua, mau đi xem có thể mua gì được không nhỉ? Hãy gọi tôi là Tiểu Bá Vương Khắc Kim đi. Cửa hàng. Nửa tiếng sau, dùng hợp thuật thực vật vừa khéo có thể thay đổi thời gian hồi chiêu của kỹ năng khó ghi. Chuyện của vũ khí thần lực cái siêu cấp. Cái đống rác này mình đã làm người hài lòng rồi ư? Cái gì mà dung hợp thực vật kết thuật chỉ có một thủ đoạn được bờ ngồi để ghép các dạng sinh mệnh thể với nhau mà thôi. Cái này làm ham và tôi mất tận 70 điểm tình bạn đó. Người nói nó vô dụng như vậy chẳng phải là do khó ghen của ngươi hồi chiêu lâu như vậy sao? Không phải là do cơ thể nhỏ bé của ngươi quá yếu đuối sao? Ngươi có tin hay không? Chỉ với một vài sửa đổi, ta có thể đưa dung hợp thực vật thuật này lên một tầm cao mới không hả? Ta chỉ tính ngươi 2 điểm thần tính thế nào. Không có tiền bỏ đi, nếu không cho thì sau khỏi gặp nhau nữa. Nhìn xem nhà ngươi thật sự keo kiệt quá đó. Vậy thì 1 điểm thần tính đi, không thể nào mà giỏi dàng hơn được nữa. Đời mặc cả với tôi. Vua mặc cả của chợ hàng hóa nhỏ hồn bác ư? Ngươi chỉ một loài ngọt ngồi lại đến từ một vùng đất man rợ, vốn còn kém xa lắm đó. Được thôi, thành giao. Mày nói, kỹ thuật dung hợp thực vật có cải tiến vậy mà có thể hợp nhất thực vật á, từ 1 đến 3. Còn có hàng ngạch để cho hạt giống cấp 6 siêu thật đấy. Nhớ nha, cậu thiếu ta 1 điểm thần tính đó. Không thiếu phần người đâu. Thuộc tính của mình là hắc ám cho nên khê cấm thể thứ nhất là dành cho hoa thước dược cấp 5. Ngày sinh tồn thứ tư điểm cộng 4.000. Số điểm đã tăng lên rồi. Tần sản cũng ở đây xem ra có thể đánh bại tự thiết ở trong vòng chưa đầy 2 ngày nữa đó. Bảng xếp hạng 1 hàng võ 1,4 triệu điểm. 2. Tôn Khánh Niên 1,2 triệu điểm. 3. Tự thiết 986.000 điểm. 4. Tần sản 736.000 điểm. Do cô bận sao? Tâm trạng không tệ. Thời gian vui vẻ với cô gái nóng bỏng cũng không tệ nhỉ. Làm gì có đâu mà. Ủa cái này là của cậu tự mình lấy mà bán đi. Bây giờ tôi không cần những cái thứ này, cô cứ lấy chúng đi. Hơn nữa giữa hai vợ chồng tại sao lại như người ngồi thế? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nát cái miệng của cậu ra đó. Đã bảo là chia đều thì là chia đều. Tần sản tôi không phải là cô gái thích lợi dụng với người khác. Và lại tôi không cần sự thương hại của cậu đâu. Được rồi mà. Được rồi, tôi đi học khiêu vũ với bà Sa đây. Cậu tự đi mà nghỉ ngơi một mình đi. Và sớm một chút nhé.
Tần Sáng thật sự là một cô gái thông minh, biết cách ghi điểm bằng cách kết bạn với cư dân ở trong thị trấn. Cô ta đúng là người có ngạo khí tư bản mà. 9 ngày sau. Mọi người ơi, tôi tới đây. Cậu bé xinh đẹp trai, xin chào. Có chuyện gì với mọi người vậy? Sao tất cả đều có vẻ lo lắng thế nhỉ? Cậu nhóc có đẹp trai à? Cậu không biết chứ. Đêm nay là đêm nghiệp thực ở hàng tháng. Cái lũ zombie á, xâm chiếm sẽ còn dữ dội hơn nữa cơ. Vào đêm nghiệp thực tháng trước, chị Jamie, thành viên trong một đội bảo vệ, đã rời xa chúng ta mãi mãi đó. Cái chết của Jamie là trách nhiệm của tôi. Tôi, Trip, hứa rằng chiếc quẩn chỉ còn sống tối nay. Tôi sẽ không bao giờ để các người chết trước mặt của tôi đâu. Đội trưởng Trip à? Có thể đêm nay tôi không thể bảo vệ cậu được. Nên là hãy hứa với tôi rằng, nếu cậu gặp nguy hiểm thì cậu hãy chạy trốn ngay lập tức nhé. Mình hiện là thành viên yếu nhất của đội bảo vệ thị trấn, nếu gặp nguy hiểm thì rất có thể mình sẽ là người chết đầu tiên. Vậy là cô ấy đang lo lắng cho mình nữa. Tôi là đàn ông và đáng lẽ tôi phải bảo vệ cô mới đúng. Nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé. Trong thời khắc nguy hiểm như thế này, phải mau đến cửa hàng công đức và trang bị thêm cho bản thân mới được. Cửa hàng thần khí khải giáp 12.000 công tích, đại thị quả 2.000 công tích, đại lực hoa 1.500 công tích, thở hồn thảo 1.000 công kích, kim long trảo cấp 5 12.000 công kích, thực nhân hoa 5.000 công kích, dư ngạch hiện tại 95.000. Chắc là mua cả shop luôn quá. Kim long thảo cũng là cựu long gen, đã bắt đầu hấp dẫn hắc long huyết rồi ư? Thời gian đã đến rồi.